chào mọi người. Thì hôm nay qua nhà của Thu Thoại để ăn tiệc đây. Thoại ngủ mua lẩu cá bớp rau. Hai đứa bay vừa tới rồi dọn rau. Cái này dọn đồ ăn ra cái mâm không cho hết từ từ mày nhậu miếng nước cái coi cho con chim đồ ăn. Ủa, cái gì đó? Cái đó một nước đá, một cây nước đá cái này là hào điếu, họ lấy cái cây xịt xịt sụt sụt nó rồi ghim nó rồi đi nuôi cái gì chưa nước mẹ em phải ghim ra mới nuôi nó lại uống cái ly nào mẹ uống còn nửa ly khớm nè, rau, xoài, quýt, còn đâu? Còn đâu hả em? Bây giờ sẽ chuyển đồ ăn đi ra ngoài bàn. Đây, có nuôi chim bồ câu. Nhằm ghi thiếu món. Quá trời nhiều món rồi kêu. Một cái cây chua để thịt bò. Ốc chú heo mực thịt trâu. Thịt bò là chưa nướng không? Một hồi gì nào tới thì chỉ đường cho qua đây. Tới chưa? Hả? Chưa tới. Nhưng mà hỏi anh Hoàng sẽ qua trước. Ốc tiêu. Hả? Hồi như nó mới pha đó.
có nó mua đồ sẵn đợi cưng chổng kìa, chổng pha đi. Chổng á? Đi kiếm cái xô cho ha, nó làm sao? Bây giờ mình hở đá cho mình pha nước tốt trước á, cái ai uống bỏ đá cho mình hở lại. Ừ. Bắt cách chính rồi. Chị cà không nó. Chị cà. Chị có ăn trái ăn quả không? Mỗi lần ăn trái hả? Cái đều ngon lắm em. Cái đều là ờ. Ừ, tại giờ mày thích ăn đều mà phải một không? Một đợt trái ngon lắm nha. Một đợt trái cái nó không có ngọt luôn không á. Cái lụ luôn. Ê, coi đi, coi cái này nè. Ở đây. Biết cái gì hết. Nè, cái gì không biết nữa. Cái dưa ghe, dưa lưới á. Giới thiệu không biết cái gì. Cái dưa lưới nè. Cái dưa lưới. Cái dưa lưới. Chưa ăn được lần nào. Đó có trái luôn. Chưa ăn hả? Chưa luôn, tại sao nó không có trơn à. Đây là trái lụ. Nhắm vào dùng trái luôn nè. Lần trước còn có dành dưa leo, rồi dành bú qua, rồi nhắc mà được ăn được trong nè. Quá trời trái lên xuống. Ừ. Đấy. Nhắm chơi xuống. Bên đây nữa nè. Nhắm vào trơn nhưng mà nó không có ăn không được. Rồi giờ mình buffet đi. Muốn ăn gì tự lại. Lấy chén, lấy dĩa này góc. Cho nó vui. Ủa rồi, rồi mấy cái này chấm gì hỏi? Đúng không? Đúng luôn á, trâu á, hết chỗ rồi, hết chỗ rồi. Không, cái đó là bò chứ không phải trâu. Cái đó bò. Trâu là xào. Ờ đúng rồi đó. Châu là châu xào. Quá kỹ lưỡng, quá kỹ lưỡng. Biết ý rồi. Để đóng được, để ngắm ở đây. Ừ. Đúng. Quá là ok. Ừ. Lên chiếc xe đạp hả? Quá mồi ôi. Khó chạy luôn. Đây rửa bớt đi cái dĩa bệnh. Ủa này chín chưa? Có rồi à. Để em cắt ra. Rồi, chia ra đi. Chị có vô đứng với cánh tay. Trời ơi. Giá bộ cầm nữa. Cầm thôi, giá bộ gì? Cầm, ừ, cầm thiệt chứ giá bộ. Đúng rồi. Dạ. Trời ơi, hỏi đi. Chụp hình được quay vậy? Tại vì tao nói làm gò sẵn hết. Ý nó là à, mồi. Thì mồi sẵn hết gà đi nướng. Chị tưởng là ông Thanh hỏi chị nói à, chỉ có sò ấm gì lẩu với thì lẩu là làm sẵn đó còn gì. Chỗ nào là đặt đặt món á, à, không có chạy qua. Em đang nói là ăn đồ nướng cái đó. Cái này làm sẵn hết trơn rồi đó. Chỉ là mình nướng thôi. Nhưng mà tới để tiện nướng á. Để em để sốt xin được không? Ghé nhà ngoài xong rồi để mình đi cho con kéo thằng kia ra ngoài. Rồi con mời mấy người lớn ở cái này. Trời ơi, trời đặt cọc rồi. Rồi cái chín rồi bóc vô cái nha. Rồi con qua đi ngồi nhà này cho con qua này. Không. Lột vỏ luôn. Cải đẳng đi. Thịt nhóc chân đương cà là sao? Ăn chay không gài à, mệt chết rồi đúng không? Lâu lâu xuống núi. Thịt cá không có chân đương cà. Nói ngon vỏ tôi thích á. Cái hả? Cái mấy kia nó bị da. Để cho ăn mực đi. Chấm trời ơi. Lại giờ rất lâu. Ôi miếng nó chưa đâu, chưa đâu, miếng nó chưa. Rồi để em cắt ra. Để đâu rồi, để em tiếp tục qua. Rồi nó đang ăn cái thay sữa nó bỏ xuống luôn. Ờ vú heo ngon á, vú heo rồi đó. Còn Mỹ đó mày. Cái nào? Vú heo á. Ồ vậy hả, sao vậy không vậy?
người đặt thì nó mới làm, tại vì nó bán online mà. Ờ. Đang được ăn món này đây, ốc bươu nướng tiêu. Tiêu có sẵn. Tiêu. Có kìa, dòng lá mơ đó để ăn với muốn ăn gì cũng ăn. Đi chơi đi. Mình có đem hình lo mà đi chơi đi. Chơi gì rồi hồi mẹ bé lại chịu chạy đi đi đi. Ngày lớp mình ăn mấy cái này, mình lấy cái này mình xem không? Nó lấy cái xong. Cái đó. Quay của mình cô đơn kia chút xíu thôi. Cô đơn bự chậm. Nó kiếm thêm cặp bỏ vô cho nó sinh sản bán giống. Ở cái hồ đó hồ gì vậy? Phải quan nó cho phải đặt hàng nó đặt số lượng lớn mà đặt mà làm cái mình đi chùa đó kia. Bà con mặc liêu quá. Bạn của mình. Nhưng mà mày cũng cầu nó dữ lắm. Để ra, để ra tép, tép làm gì vậy? Để cho nó cao cao lên. Tía đang làm mà. Tía đang làm rượu soju. Ôi, quá trời ơi. Tiểu rượu nè. Đó, trễ giờ. Quá trời luôn. Uống chắc đã luôn. Hỏi ai ăn luôn, ăn đi thả rồi. Xinh rồi. Minh Kha. Minh Kha. Minh Kha. Trong tim mình thùng luôn. Thùng luôn. Trong bồn nha. Làm như đỡ mặn em. Ở ngoài xe có rùa nữa đó. Về đi theo Kha kiếm con rùa quay. Giờ chắc có hụn với nó ra không? Nhiều cho nó ăn hả? Để gọi nữa. Dữ luôn. Mà uống bao nhiêu mà cô dưới trời. Còn đông mà. Hồi mấy ông uống với. Có lẽ bỏ trong bô với cái kia vô luôn hả? Ly xong múc này bỏ vô. Ờ đúng rồi. Thì bỏ vô. Bỏ nước đá vô ha để em thanh lạc đúng không? Đúng rồi. Giống như nêm nếm gia vị quá. Được chưa? Ngon rồi, rồi ok. Cây cây nó chín chưa? Cây mấy con cây đó. Không biết nữa. Xong, thế là món cocktail đã xong. Nè. Đó, tiếp theo là sẽ có cái chai cocktail Rio. Da tím đẹp quá ha. Trong cái thùng, trong cái bao đó đó tía. Thật ra cái đó bi trong thùng này. Vậy hả? Ừ. Luôn à. Okay. Rồi bỏ đó bây giờ. Làm vô. Anh đang ở Cần Thơ nè, ngồi cái bên kia đi. Ngồi cái bên ở Cần Thơ, ngồi cái bên hỏi thăm nè.
để cái ly lên. Alo. Đây. Đây mình thơ. Rồi hai đứa bay tâm đen luôn. Đúng không? Xuất sắc. Sao? Tiếp theo là mình sẽ qua tới đồ nướng. Đó. Wow. Anh bên lỗ kìa, có kiếm ai không? Có kiếm ăn quạt không? Có dầm dầm dầm. Cocktail trái cây. Nóng rụng kìa, con su bi mút á, con su lớn. Con su lớn không?